Xin chào tất cả các em. Ở các bài học trước, các em đã được học là gen quy định nên tính trạng. Vậy gen quy định tính trạng như thế nào? Thông qua những cái quá trình gì? Hôm nay cô và các em sẽ tháo gỡ cái thắc mắc đó thông qua bài 19, mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Nội dung của bài này bao gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là mối quan hệ giữa ARN và protein. Phần thứ hai là mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Chúng ta bước sang phần đầu tiên, tìm hiểu về mối quan hệ giữa ARN và protein. Đây là cấu trúc của tế bào. Gen mang thông tin cấu trúc của protein thì nó sẽ nằm ở trong nhân tế bào là chủ yếu. Còn protein nó chỉ được hình thành ở chất tế bào. Như vậy, chứng tỏ giữa gen và protein nó sẽ có một cái mối quan hệ với nhau thông qua một cái cấu trúc không gian nào đó. Thì ở bài 17 các em đã được biết là từ ADN nó sẽ tổng hợp nên mRNA. mRNA sau khi được hình thành thì nó sẽ rời khỏi nhân ra ngoài tế bào chất để tổng hợp nên một cái chuỗi axit amin. Vậy thì mRNA nó sẽ là dạng trung gian và nó có vai trò truyền đạt thông tin cấu trúc về protein sắp được tổng hợp từ nhân ra ngoài chất tế bào. Chúng ta tìm hiểu đầu tiên đó là vai trò của mRNA. Như cô đã nói là mRNA nó sẽ là dạng trung gian và nó có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc protein sắp được tổng hợp từ nhân ra chất tế bào. Các em ghi phần này vào trong tập. Vậy thì cái chuỗi axit amin nó được tổng hợp như thế nào? Chúng ta tìm hiểu phần tiếp theo. Sự hình thành chuỗi axit amin. Các em quan sát hình sau. Cái thành phần nào tham gia vào sự tổng hợp chuỗi axit amin? Chúng ta thấy những cái phần mà cô khoanh màu đỏ này. Sẽ có bốn cái thành phần chủ yếu tham gia vào sự hình thành chuỗi axit amin. Đó chính là mạch mRNA, tRNA, ribosome và các axit amin. Các em chú ý cái phần khoanh đỏ này. Các loại nucleotide nào ở mRNA và tRNA nó sẽ liên kết với nhau? Thì ở trên cái hình này đã thể hiện rất là rõ. A nó sẽ liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại. U nó cũng sẽ liên kết với A và X thì nó sẽ liên kết với G. Các em theo dõi cái quá trình tổng hợp cái chuỗi axit amin này nó diễn ra như sau. Cái tRNA nó sẽ mang cái axit amin vào trong ribosome, nó khớp với lại mRNA theo nguyên tắc bổ sung. Các em thấy là U nó sẽ liên kết với A này. A liên kết với U và X liên kết với G. Rồi tiếp theo các em thấy là ribosome nó đang dịch một nấc ở trên mRNA đúng không nào? Rồi cái tRNA tiếp theo nó cũng sẽ mang axit amin tới cái ribosome đó theo nguyên tắc bổ sung. Và sau đó là một cái axit amin này nó sẽ được nối tiếp với cái axit amin phía trước. Tương tự như vậy, tiếp theo ribosome nó lại di chuyển và tRNA nó sẽ mang cái axit amin tới và hai cái axit amin sát nhau nó sẽ hình thành nên một cái liên kết. Tương tự như vậy. Các em thấy là các cái axit amin này nó đang dần dần liên kết lại với nhau tạo thành một cái chuỗi rồi đúng không nào?
Khi mà ribosome dịch chuyển hết cái chiều dài của mRNA thì chuỗi axit amin nó sẽ được tổng hợp xong. Như vậy á thì cái sự tạo thành chuỗi axit amin nó sẽ dựa trên cái khuôn mẫu chính là mRNA và nó sẽ diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. Trong đó A nó sẽ liên kết với U và G nó sẽ liên kết với X. Đồng thời theo một cái tương quan là các em thấy là cứ 3 nucleotide thì nó sẽ tương ứng với một cái axit amin. Được chưa nào? Từ đó thì chúng ta thấy được là trình tự của các cái nucleotide ở trên mRNA này nó sẽ quy định trình tự các cái axit amin trong cái chuỗi protein. Nguyên tắc của chúng ta là nguyên tắc khuôn mẫu, vì có mRNA làm khuôn, và một cái nguyên tắc nữa đó là nguyên tắc bổ sung, A liên kết với U, G liên kết với X. Các em cùng xem lại diễn biến của quá trình tổng hợp chuỗi axit amin. Đây là mRNA, ribosome và tRNA. tRNA nó sẽ mang các cái axit amin này vào và các axit amin này sẽ được ribosome chạy qua thì các axit amin này nó sẽ liên kết lại với nhau tạo thành một cái chuỗi axit amin. Sau khi gặp cái nhân tố kết thúc thì cái ribosome này nó sẽ dịch chuyển hết cái chiều dài của mRNA thì cái chuỗi axit amin của chúng ta sẽ được tổng hợp xong. mRNA sau khi được tổng hợp từ ADN thì nó sẽ rời khỏi nhân đi đến ribosome để tổng hợp nên protein. Đầu tiên thì các tRNA nó sẽ mang axit amin vào trong ribosome, khớp với mRNA theo nguyên tắc bổ sung và nó sẽ đặt cái axit amin này vào đúng vị trí của nó. Khi ribosome nó dịch một nấc ở trên mRNA thì một cái axit amin này nó sẽ được hình thành. Và khi ribosome này nó dịch chuyển hết cái chiều dài của mRNA thì chuỗi axit amin này của mình cũng sẽ được tổng hợp xong. Và nguyên tắc tổng hợp ở đây chính là nguyên tắc khuôn mẫu, đó là dựa vào mRNA, và một cái nguyên tắc nữa đó là nguyên tắc bổ sung, A liên kết với U và G liên kết với X. Các em ghi phần này vào trong tập. Vậy thì giữa gen và tính trạng nó có mối quan hệ với nhau như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua phần 2 La mã, mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Gen là một đoạn của ADN. Cô có một đoạn ADN như sau. Thì đoạn ADN nó bao gồm có hai mạch. Từ ADN nó sẽ tổng hợp được nên mRNA. Theo nguyên tắc bổ sung đó là T liên kết với A, A liên kết với U, G liên kết với X và X sẽ liên kết với G. Như chúng ta mới vừa được học ở phần phần 1, đó là từ mRNA này nó sẽ tổng hợp được cái chuỗi axit amin tương quan giữa ba cái nucleotide trên mRNA nó sẽ tổng hợp nên được một axit amin. Cứ 3 nu trên mRNA thì sẽ tổng hợp nên một axit amin trong cái chuỗi axit amin này. Và từ chuỗi axit amin nó sẽ quy định nên được cái tính trạng. Dựa vào cái mối liên hệ trên á thì sẽ cho chúng ta thấy nè, thông tin về cấu trúc của phân tử protein bao gồm có thành phần, về số lượng và trình tự sắp xếp các axit amin á, nó đã được xác định bởi cái dãy nucleotide ở trên cái mạch ADN rồi. Sau đó cái mạch ADN này á nó sẽ được dùng làm cái mẫu để tổng hợp nên mRNA diễn ra trong nhân. Tiếp theo, cái mạch mRNA này nó sẽ làm khuôn để tổng hợp nên cái axit amin
diễn ra ở trong trong chất tế bào. Đầu tiên á thì gen nó sẽ làm khuôn để tổng hợp nên cái mạch mRNA. Sau đó mRNA nó lại làm khuôn để tổng hợp nên cái chuỗi axit amin cấu thành protein. Và cái protein này chịu tác động của môi trường trực tiếp sẽ biểu hiện ra thành tính trạng. Về bản chất của mối liên hệ thì gen là một đoạn của ADN, nó sẽ tạo ra mRNA. mRNA tạo ra protein và protein này nó sẽ biểu hiện thành tính trạng. Thì chính là các cái trình tự của nucleotide ở mạch khuôn ADN á thì nó sẽ quy định được trình tự các cái nucleotide ở trên mạch mRNA. Sau đó trình tự này nó sẽ quy định trình tự các cái axit amin trong cấu trúc bậc một của protein mà chúng ta đã được học ở bài protein rồi. Rồi sau đó protein này nó sẽ trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào, từ đó nó sẽ biểu hiện thành các cái tính trạng của cơ thể. Như vậy thì thông qua protein, giữa gen và tính trạng nó sẽ có một cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Cụ thể đó là gen nó sẽ quy định ra tính trạng. Chúng ta cùng khái quát lại cái thông tin mà chúng ta đã có này. Ở bên trong nhân tế bào thì chúng ta có cấu trúc của các cái nhiễm sắc thể. Cấu tạo của các nhiễm sắc thể là từ gì? Từ ADN và protein histone. Gen là một đoạn nhỏ của ADN. Gen này nó sẽ làm khuôn mẫu để tổng hợp nên mRNA. Từ mRNA nó sẽ quy định ra cấu trúc của protein và những cái cấu trúc protein này nó sẽ tạo ra cái tính trạng của cơ thể. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ từ gen nó sẽ quy định nên cái tính trạng của cơ thể. Các em cùng theo dõi một cái đoạn video để chúng ta có một cái nhìn khái quát hơn về cái ADN sẽ tổng hợp nên protein và quy định thành tính trạng như thế nào. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains. Đây là cấu tạo của một tế bào và ở trong tế bào thì nó sẽ có nhân. The genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Here is a cell, the basic. Ở bên trong nhân nó sẽ có cái cấu trúc của nhiễm sắc thể và cấu tạo của nhiễm sắc thể bao gồm có protein histone và ADN. Unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Các em vừa thấy đó chính là quá trình tổng hợp nên mRNA. Đó là đầu tiên, enzyme nó sẽ chạy qua cái mạch ADN này và nó sẽ tách hai cái chuỗi này ra, tạo thành hai cái mạch. Và chỉ trong đó là chỉ có một cái mạch nó sẽ tổng hợp nên được cái mRNA thôi. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. mRNA sau khi được tổng hợp xong thì nó sẽ chui ra khỏi nhân và nó sẽ vào tế bào chất.
Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus. Đây là cấu tạo của tRNA và ở trên cái hình cầu này nó chính là các cái axit amin. Yes, into the cytoplasm. Về mối tương quan thì các em đã thấy rồi, cứ một cái axit amin này thì nó sẽ tương ứng với ba cái nucleotide, đó là U, X và A. Cứ một cái axit amin thì nó sẽ tương quan với ba cái nucleotide nha. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read three bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. Sau khi xem xong đoạn video thì chúng ta đã hình dung được là cái protein quy định lên tính trạng nó sẽ được hình thành như thế nào rồi đúng không nào? Thì trình tự các cái nucleotide ở trong gen nó sẽ quy định trình tự các nucleotide ở trong mRNA. Qua đó nó sẽ quy định trình tự các axit amin và cấu tạo nên protein. Protein thì nó sẽ tham gia cấu tạo, hoạt động sinh lý của tế bào và nó sẽ biểu hiện thành tính trạng. Cô sẽ khái quát lại cái mối quan hệ của nó. Đó là từ gen, nó sẽ tổng hợp ra mRNA thông qua một cái quá trình, đó được gọi là quá trình phiên mã. Quá trình phiên mã là gì? Thì sau này các em sẽ được học kỹ hơn ở chương trình ở cấp trên. Từ mRNA, nó sẽ hình thành ra protein thông qua quá trình gọi là quá trình dịch mã. Và từ protein này, nó sẽ biểu hiện thành các cái tính trạng. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Chúng ta củng cố lại cái nội dung mà chúng ta đã được học ở ngày hôm nay. Đó chính là mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Đầu tiên là mối quan hệ giữa gen và protein. Thì từ gen, nó sẽ tổng hợp ra mRNA. mRNA này nó rời nhân đi vào tế bào chất, nó sẽ làm khuôn để tổng hợp ra cái chuỗi axit amin. Cái quá trình tổng hợp chuỗi axit amin từ mRNA á, thành phần của chúng ta bao gồm có bốn cái thành phần chính. Thành phần thứ nhất là mRNA, thành phần thứ hai là tRNA, thành phần thứ ba là ribosome và thành phần thứ tư đó là các cái axit amin. Về cái diễn biến là cô đã chiếu cho các em xem một cái đoạn video rồi và trình tự các cái diễn biến như thế nào là cô đã dạy trong bài rồi. Về mối quan hệ giữa gen và tính trạng thì chúng ta biết là gen là một đoạn của ADN và gen này nó sẽ quy định nên cái tính trạng biểu hiện ở trên cơ thể của con người. Vậy thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.